chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn làm cách nào để thay cái phanh wheel bearing của cái xe Chevrolet Equinox 2009. Xe này cái left phanh wheel bearing nó bị problem là khi mà cái đèn nó không có nổi lên. Nhưng mà sometime mà quý anh chị chạy đó, mà chạy chậm chậm đó, mà mấy cái traffic hoặc top side đó, thì quý anh chị đạp thắng đó, nó sẽ traction, nó traction đạp vô nghe cái pedal nó crack lại đó, thì something lại đó, mà nó nổi traction control lên mà chứ không phải là nổi all the time. Nhưng mà cái này là mình recommend quý anh chị là thay cái wheel bearing, nó bị bên nào mà thay bên đó thôi. Tại vì cái này đó mà quý anh chị không thay đó thì đạp thắng rất là nguy hiểm, nhưng mà nhất là ở Canada với Mỹ mà mùa đông đó mà đạp thắng á nó trường đi, cái đó nó tác dụng cho cái xe mình là nó giống như hồi xưa mấy cái xe đó là mình đạp thắng á, nó không cần cái traction đó, nó thắng cái là nếu mà mùa đông hay là mùa có nước trơn hay gì là nó quay cái xe mình vòng vòng luôn. Cái xe này đợt mới bây giờ nó chế cho traction là khi mình đạp thắng á, khi mà nó trơn là tự động nó kít ra, nó không cho quý anh chị đạp thắng, cho nên cái xe mình không có bị quay vòng vòng. Thì nó hay chỗ đó, nhưng mà mình cẩn thận, ok. Thì bây giờ mình let's do together, mình sẽ show cho quý anh chị làm rất là dễ, ok. Hello quý anh chị, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị làm bearing. Cái bearing này cũng làm rất là dễ, mình cần 14, mình mở cái caliper ra, mình mở hai cái racket ra, ốc 18 với hai ốc 15. Cái socket này mình nghĩ là cái socket ba mấy thôi, nó là 35, 36 thôi, theo như kinh nghiệm mình biết. Ok, bây giờ mình sẽ mở từng cái, mở tới đâu mình hướng dẫn tới đó cho quý anh chị dễ. Ok, bây giờ mình mở con ốc 14 ra trước. Mình sẽ dùng cái súng cho nó lẹ nha, tại vì mình làm mình quay video cho nó ngắn cho quý anh chị coi, chứ nếu mà dài quá không ai coi hết. Ok, thì mình mở cái 14 ra. Cái ren này. Mình không cần mở cái ốc này ra, nhưng mình cố tình mở cho nó trống chứ không gì hết. Ok, mở cái con ốc này ra cho nó dễ. Mình lại sơ cho cái cạnh piston nó bị bát cho nó bỏ ra. Rồi mình bỏ caliper qua bên này, xong rồi bây giờ mình lấy ở nhà quý anh chị không có thì dùng cái ratchet với socket 18, ok. Còn mình có súng thì mình mở bằng cái impact cho nó lẹ, ok. Mình dùng cái impact mình mở cho nó lẹ, chứ mình mà mở mà bằng tay nó rất là lâu. Thì mình hướng dẫn cho quý anh chị, cho mất thời gian của quý anh chị. Mình xin phép mình dùng cái air tour cho nó lẹ, ok. Mở hai cái racket ra thôi, xong mình lấy cái rotor ra là mình mở ra ra. Camera lại đây gần cho quý anh chị coi. Bây giờ mình mở cái, ok quý anh chị, mình dùng cái Torx, cái đầu mà start đó, ok. Mình dùng cái Torx 40, nó gọi là T 30, ok. Mình mở nó ra. Ok, 30. Mở nó ra cho mình lấy cái rotor ra. Tại cái hub này là mình thay luôn cái hub bearing này luôn. Nhưng mà mình sẽ cho quý anh chị coi là trước khi mình thay đó, mình double check coi cái cọng dây điện của cái plug của nó có bị corrosion hay không.
cái dây điện này nè, sometimes mà nó bị corrosion đó, nó cũng bị traction control nữa, thì nó không send đủ cái power á. Thường thường nó là thí dụ như xe GM, theo như kinh nghiệm của mình biết á, mình check á, nếu mà quý anh chị muốn check tôi chỉ cho check luôn. Ok, lấy cái voltmeter đó, cái voltmeter tiếng Việt Nam mà tôi không biết gọi là cái gì chính xác, thì mình đút vô hai cái, nó có hai cộng dây điện, mình đút vô đây, sau mình mở cái key on lên, cái ignition on như mày engine off, sau mình check coi nó đủ, một là 5V, hai là 12V. Nếu mà thường thường theo tôi biết á là 12V, tại vì mình cái này mình có học qua hết rồi, cho nên mình biết GM là ổn quay 5V hoặc là 12V. Nếu mà nó send đúng 5V mà nó dưới 5V á là nó bị dây điện problem, bị dây điện lúc mà nó bị something, dây điện nó corrosion, nó gọt là nó bị gãy. Ok, nó không send đủ 5V thì nó cũng bị traction. Còn nếu mà nó send quý anh chị mà 11V 11V 6 hay 99 gì đó là cũng ok, mà nó send dưới 10V đó, chạy nó bị ABS nó không có lên, nhưng mà nó bị traction, nó cũng bị đó luôn. Ok, thường thường nó là key on lên là 12V, theo như mình biết 11V mấy sẽ ok, dưới 10V là nó bị problem something wrong. Còn cái này là mình do cái công dây điện là mình không cần phải check luôn. Ok, thì mình thay cái wheel bearing là hết thôi. Tại ông anh này nói là sometime trời lạnh nó mới bị. Ok, thì mình thay cái wheel bearing vô nó sẽ hết thôi. Bây giờ bắt đầu kế tiếp là mình mở cái bearing này ra. Tại vì cái này hồi nào giờ ông anh này cũng chưa thay ba lần nào hết, nó original. Thì mình recommend với anh chị mình xịt mấy cái W40 vô. Mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị mở rất là dễ, cũng không có khó khăn. Ok, bây giờ mình mở cái ốc này ra ngay. Ốc nó gọi là ốc axle, quê nó gọi là CV shaft. Ok, hoặc là axle shaft, whatever. Nhiều người ta mỗi người mỗi kêu khác nhau. Mình dùng cái socket 36. Ok, mình dùng cái súng điện mình mở ra cho nó lẹ. Tại vì mình có vừa có e mà vừa có điện luôn. Ok, mình mở ra. Nếu mà quý anh chị nào muốn make sure đó mát đó, ok, còn mình làm cái này nhiều, mình kinh nghiệm mình không cần. Ok, rồi xong, mình đẩy nhẹ rồi make sure nó ra hay không nha, thường xuyên xem tham á, mà nó không ra đó là mình phải dùng cái búa cái gì dỗ nó ra nhẹ cho nó ra trước, vì khi xem tham nó bị si ở trong á, nhưng mà mình biết nó sẽ ra chứ không có nó lỗi đâu. Mình gõ nhẹ thử coi. Gõ nhẹ nó ra, gõ nhẹ đừng có gõ mạnh, nó bị đam mày cái con lóc nó răng này nha. Ok, so giờ bước kế tiếp là mình mở ba con ốc đằng sau của cái này. Nó rất là khó mở nhưng mà mình sẽ cố gắng mình quay cho quý anh chị cái góc độ cho quý anh chị coi. Ok, bây giờ mình let's do together. Bây giờ mình sẽ hạ cái camera thấp xuống. Ok quý anh chị, nó có hai con ốc ở bên đây mình mở trước, mình bẻ tay lái qua bên tay trái hết. Ok, mở hai con ốc này trước, xong rồi mình sẽ hướng dẫn mình mở bên tay phải, mở ốc bên kia và sau lưng cho quý anh chị. Mình dùng cái xót kịch nha, mình mở cho quý anh chị coi. Ok, bây giờ mình mở bằng tay nè. Ok, để mình chiếu xét cho quý anh chị coi. Ok, mình mở ra là mình mở ngược kim đồng hồ nha, mở ra là uống quay là ngược kim đồng hồ. Cái thằng này, con ốc này nó mở rất là khó. Mình có đồ nghề, lát nữa mình mở bằng kia cái máy cho nó lẹ, mình chỉ mở thắt cái này thôi. Ok, giờ con ốc dưới đây nữa nè, mình quay cái camera thấp xuống cho mình gì coi. Đó, đây con nữa nè. Ok, rất là nặng, thì mình chiếc vô. Mình dặn nó vô, đặng mình cho nó ra vô cho nó nhẹ. Đó, nó mới ra đó. Chứ mình dặn vô, dặn ra cho nó nhẹ chứ nhẹ. Ok, bây giờ mình mở, mình xoay qua bên kia, mở con ốc bên kia thì hy vọng là quý anh chị sẽ thấy. Ok, nhưng mà mình hopefully là quý anh chị đó. Bình tĩnh, xoay bẻ lái qua bên kia hết giùm em.
bún thì nổ máy, nổ máy một cái rồi anh bẻ nó nhẹ hơn. Ok, được đúng không? Ok, đằng sau quý anh chị, tôi nghĩ là quý anh chị sẽ không thấy, tôi không giờ camera nhưng mà tôi chỉ nói đằng sau là quý anh chị biết rồi. Ok, thì cái này tôi sẽ dùng cái súng tôi bắn cho nó lẹ. Ok, ok quý anh chị, bây giờ có hai cách mà để làm. Mình có đồ nghề mình sẽ làm easy, nhưng mà nếu mà mình có đồ nghề mà mình show mình làm á thì quý anh chị ở nhà đâu có biết làm đâu, đúng không? Bây giờ mình sẽ show không có đồ nghề trước. Ok, còn đồ nghề là cái chuyện easy rồi. Đồ nghề là tôi có thể tôi làm én này ta mà gì, tôi có đồ nghề. Còn bây giờ không có đồ nghề nè, làm cái kiểu mà không có đồ nghề ở nhà làm nè. Ok, bây giờ mình cầm cái búa nè, cái búa khoảng pha mà 3 phao hoặc 4 phao, cái okay, mình vọng nó xuống đây. Mình vọng bên trái, mình vọng bên phải, vọng trên, vọng dưới, vọng như nào mà nó ra thôi. Ok, hopefully cái này nó ra dễ, còn không là rất là cực, ok. Nhưng mà a little bit noi nha quý anh chị nha. Bây giờ mình vọng từ bên đằng sau ra trước nè, rồi mình vọng bên đây qua lại, ok. Đừng có sợ gì cái vọng mạnh, ok, đừng có sợ gì hết. Xong rồi mình vọng ở đây. Xong mình xịt cái W40 vô. Bây giờ là nó muốn ra rồi đó. Ok, bây giờ mình lấy búa mình vỗ ra vỗ vô cho nó cái. Mình dọng trên xuống đây qua. Nó ra rồi thấy không nè. Ok, còn bữa nào mà tôi sẽ show làm cái đồ nghề riêng. Còn bữa nay không có đồ nghề, là ở nhà quý anh chị làm không có đồ nghề thì tôi chỉ cách này. Ok, cho mình lấy nó ra. Thấy không? Đây là cái hấp bearing. Cái này mình nói lý do tại sao nó hư luôn. Cái bearing trong đây nè, nó có cái sensor. Nó có một cái sensor đặng nó đọc cái wheel bearing này. Lâu ngày nó moisture, nó mở bò trong đó rồi nó corrosion. So nó không work, mình đạp thắng nó traction thôi chứ không có gì hết. So bây giờ trước khi mà mình ráp cái wheel bearing mới này vô đó, mình lấy ra mình cho quý anh chị coi. Đây là cái hub assembly. Xong bây giờ trước khi mà mình ráp á thì quý anh chị làm sao mình clean nắp cái chỗ này. Mình liên nắp cho nó sạch sẽ, xong mình bỏ vô cho nó nhẹ, thao mở bò vô cho nó nhẹ nhàng, mình bỏ nó vô nó nhẹ nhàng, rất là dễ làm. Ok, mình sẽ liên nắp cho quý anh chị coi luôn. Bây giờ nếu nhà quý anh chị không có cái đồ nghề gì thì mình dùng cái dũa, mình dũa vòng 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 cho nó sạch mấy cái corrosion, tại vì nó aluminum sơ lâu ngày nó nước nó vô nó corrosion. Mình có cái này mình liên nắp cho nó lẹ nha quý anh chị nha, nó hơi nôi nhưng mà mình làm cho nó lẹ. Ok, bây giờ mình quay thấp xuống cho quý vị coi. Con rác lên nào đó, xịt nó vô cái cho nó sạch sẽ. Ok, ok, bây giờ mình ráp nó vô. Trước khi mà mình ráp nó vô đó, mình cho nó vô mỡ bò hoặc là NTC hay là bất cứ cái gì cũng được, cho nó vô cho nó nhẹ nhàng. Ok, mình sẽ lấy cái mỡ bò mình thoa vô. Cái này mình bỏ vô cái lỗ này nè, nó có cái lỗ sẵn cho mình nè, thấy không? Rồi xong bỏ vô thôi, rất là dễ nha, ở nhà quý anh chị làm rất là dễ.
Cái này là tại vì mình làm cái này mình làm thường lắm, cho nên nếu mà quý anh chị nào hỏi tôi làm lẹ là sao thì cái này là easy. Ok, một phần mình nhận con dưới nữa, mình xây trở lại qua lần nữa mình đã phụ trách nó. Rồi em béo anh phải ok, thằng này có 3 thằng thôi, có 3 ốc thôi. Ok xong rồi, bây giờ trước khi mà mình ráp vô nó còn con ốc này nữa. Ok, mình gắn cái rotor vô trước, mình ráp cái rác kịch chưa, nhưng mà before gắn cái rotor vô, mình quý anh chị đừng có quên cái ABS sensor, mình bắt cái ABS sensor vô luôn. Công dây ABS sensor bắn. Ok, bây giờ mình ra cái phần bánh xe là mình không cần phải đâu, mình ra mình chào quý anh chị là xong. Ok, quý anh chị mình đã hướng dẫn xong làm cái này, để hướng dẫn cái là thay cái wiper này rất là lẹ dễ làm. Trong vòng mình nghĩ là 15-20 phút maximum là nửa tiếng hồn là xong. Ok. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều đã dành chút thời gian để theo dõi cái video của mình. Hẹn quý anh chị và các bạn cái next video. See you next video. Ok, bye.